Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Ba Tiên Vlog. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì mời các bạn sẽ cùng quay trở lại với Vợ Tôi Là Lệ Quỷ. Ở tập trước thì nhân vật chính Dương Húc Minh đã tiến hành nghi thức gọi quỷ trong gương rồi. Và anh ta đã nhận được một kết quả, đó là cô lệ quỷ càng tức giận hơn. Nhưng mà cô ấy đã để lại cho Dương Húc Minh một ngọn nến duyên. Cái nến này có ý nghĩa đó là sẽ bảo vệ giúp cho Dương Húc Minh không khỏi bị nguy hiểm. Nhưng mà khi cái nến này cháy hết thì có nghĩa là Dương Húc Minh sẽ chết. Và anh ta đang rất là lo lắng, không biết điều gì sẽ xảy ra với mình đây. Ngày hôm nay thì mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập tiếp theo của Vợ Tôi Là Lệ Quỷ. Xin mời. Chương 8. Tiếng khóc lúc nửa đêm. Xem hết phần trả lời của quyển sinh tử lục, Dương Húc Minh trầm ngâm trong khoảng thốc. Như vậy là trước khi nến đỏ cháy hết thì Lý Tử tạm thời sẽ không thể tổn thương tới hắn được. Nhưng bọn trang quỷ bị Lý Tử nô dịch lại đi ám hại hắn. Lúc bọn trang quỷ kia đến tấn công, ngọn nến nhân duyên bên cạnh sẽ tự động thắp sáng nhằm bảo hộ cho Dương Húc Minh. Đây chính là một sự tuần hoàn chết chóc không có lối thoát. Chỉ cần vài lần như tối ngày hôm qua thôi thì nến đỏ sẽ đốt hết thôi. Lúc đó nếu không phải là tranh quỷ làm thịt hắn thì Lý Tử cũng sẽ không thể bỏ qua hắn đâu. Thảo nào sinh tử lục nói nến đỏ là lễ vật cuối cùng của lệ quỷ dành cho tình nhân. Vì lẽ đó món lễ vật này cơ bản là không có khả năng tồn tại mãi mãi được, nhiều nhất giữ mạng cho Dương Húc Minh thêm mấy ngày thôi. Dương Húc Minh chán nản, liếc mắt nhìn nến đỏ trên tủ đầu giường. Hắn im lặng trầm ngâm. Cái nến đỏ này bằng một cách ví von gần xa, giống như đại biểu cho tuổi thọ còn lại của hắn vậy. Hắn suy tư một lúc, hít một hơi thật sâu rồi cầm bút viết tiếp lên sinh tử lục. Nếu như em có thể giết chết hai con trành quỷ này trước khi nến cháy hết, như vậy nến đỏ sẽ tồn tại mãi đúng không? Đối với cả câu hỏi này, sinh tử lục trả lời rất đơn giản. Trên lý thuyết thì đúng như vậy. Điều kiện tiên quyết là chú em phải có khả năng siêu độ hai con trành quỷ này, đồng thời về sau không tiếp tục trêu chọc vào lệ quỷ khác nữa. Dương Húc Minh liếc mắt rồi chửi thầm trong bụng. Trải nghiệm nửa tháng vừa rồi đã khiến hắn sức cùng lực kiệt rồi. Hắn cũng không phải là điên khùng đâu. Nghĩ sao rảnh háng mà đi chủ động trêu chọc lệ quỷ khác chứ. Dương Húc Minh tiếp tục viết ra nghi vấn của mình. Vậy làm sao, làm cách nào để em có thể đối phó với cả hai con tranh quỷ này? Máu chó mực sao? Nước tiểu em bé sao? Hay là gạo nếp? Lần này sinh tử lục im lặng hồi lâu, do đó chậm rãi hiện lên một đoạn nội dung. Quỷ chính là tạo vật thuộc tính chí âm, chí hàn, chí sát, chí tả, chí uế trong trời đất, cũng không nằm trong ngũ hành đâu. Nhân loại tầm thường muốn đối phó với cả loại quỷ này chỉ có thể tìm một cách thức riêng biệt. Chỉ có quỷ mới có thể đối phó với quỷ mà thôi. Chú em suy nghĩ kỹ đi nhé. Nếu quả thật như muốn đối phó với cả hai con trành quỷ này, anh đây chắc chắn chú em sẽ tạo ra nhân quả mới đấy. Thậm chí còn có thể lên bàn thờ sớm hơn nha. Chú em sẽ phải dấn thân vào một thế giới mới, cực kỳ xa lạ và quỷ dị. Chú em có đủ can đảm mà bước vào không đây? Có thể vì muốn quan trọng hóa vấn đề, nhưng dòng chữ này thậm chí biến thành màu đỏ quỷ dị, nhìn như là được viết ra bằng máu tươi vậy. Ý tứ của sinh tử lục rất đơn giản. Cầm nến đỏ ngồi chờ chết, có lẽ còn có thể cầm cự sống thêm một thời gian nữa. Nhưng nếu Dương Húc Minh muốn đối phó với cả hai con trành quỷ kia, tất nhiên sẽ trêu chọc đến những loại quỷ khác. Mà nến đỏ gặp quỷ thì đốt, nói không chừng còn không kịp giết chết hai con trành quỷ, trái lại bởi vì tiêu hao nến đỏ quá nhanh mà chết sớm hơn. Nhưng mà Dương Húc Minh không do dự, trực tiếp viết lên sinh tử lục. Đại ca nhiều loại quá đấy, trực tiếp
Nói cho thằng em này biết đi. Thằng em này không thích ngồi chờ chết đâu. Bắt Dương Húc Minh ở nhà ngoan ngoãn chờ chết, như thế thì còn khó chịu hơn là giết Quách hắn đi cho xong. Hắn tuyệt đối không khoan nhượng cái chết uất ức được báo trước như thế này đâu. Mà lần này thì Sinh Tử Lục nhanh chóng trả lời hắn, nhưng nội dung câu trả lời lại có vẻ hơi thâm sâu khó hiểu. Tiếng khóc lúc nửa đêm. Nơi ngoại ô tiếp giáp khu vực nội thành, có một ngôi nhà cũ kỹ bỏ hoang. Mỗi đêm có tiếng trẻ con khóc nỉ non vọng ra từ bên trong căn nhà đó. Bên dưới mái ngói đỏ sậm loang lổ ấy là câu chuyện bi thương từng xảy ra 3 năm về trước. Chú em cần đi đến thị trấn Song Giát tìm căn nhà bỏ hoang màu đỏ sậm kia. Sau 2 giờ đêm, một mình chú em tiến vào bên trong ngôi nhà đó để tìm rõ chân tướng bi thương 3 năm trước. Chú chỉ có cơ hội là đi vào trong một lần thôi, phải biết nắm chắc đấy. Ta thân ái nhắc nhở chú là đừng mang theo hung khí gì cả, bởi vì ngược lại hung khí sẽ làm hại chí mạng đến tính mạng cho em đấy. Đồng cảnh báo là nơi đó cực kỳ nguy hiểm. Đôi khi lùi bước không phải là vì sợ hãi đâu, mà là hiểu được sự quý giá của sinh mệnh. Có một điểm tốt là tiến vào khu đó thì không sợ bị trành quỷ lén nút ám hại nữa. Câu trả lời này được viết thành cả một đoạn dài, lấp kín hết toàn bộ trang sách, khiến cho Dương Húc Minh không còn chỗ nào để đặt bút hỏi tiếp cả. Rõ ràng Sinh Tử Lục không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào của hắn nữa. Hắn đã quá quen với cả phong cách xỏ lá của cuốn sách này rồi. Chỉ là câu trả lời này có vẻ khó hiểu. Mà ngẫm lại, phong cách trả lời này rất giống kiểu hệ thống nhiệm vụ trong game ấy nhỉ. Dương Húc Minh suy tư vớ vẩn, ngồi đọc đi đọc lại những dòng chữ bên trong Sinh Tử Lục nhiều lần. Sau đó mới cất kỹ quyển sách, chuẩn bị rời giường. Dương Húc Minh còn nhớ rành rành là sau khi tiến hành nghi thức hỏi quỷ tối qua, nhà hắn đã biến thành một mớ hỗn độn rồi. Nếu cảnh sát vừa vào mà thấy như vậy thì chắc chắn nghi ngờ hắn là một tên biến thái. Đứng dậy mặc quần áo vào, Dương Húc Minh tiện tay đem cây nến đỏ trên tủ đầu giường gói ghém đút túi quần. Hôm nay tiết trời rất tốt, trong ánh nắng chiếu vào phòng của hắn chói rực. Thành phố Lục Bàn Thủy này bình thường thì vẫn âm u, nhưng mà hôm nay rốt cục cũng có một ngày nắng đẹp rồi. Tâm tình u ám của Dương Húc Minh tụ bao ngày qua thì cuối cùng cũng tan đi bơi phút. Giữa ban ngày ban mặt, hai con trành quỷ này chắc chắn là không dám đến đâu. Dù sao thì trong túi quần của hắn vẫn còn một cây nến đỏ hộ thân cơ mà. Hắn tiến tới cửa chính, một dãy hành lang âm u chật chội hiện ra trước mặt của hắn. Đầu bên kia hành lang, đối diện phòng của hắn là một cái phòng ngủ khác. Trách sang một chút là nhà bếp, bên cạnh là phòng vệ sinh, cuối hành lang là phòng khách. Dương Húc Minh liếc mắt nhìn cửa phòng vệ sinh, phát hiện ra chỗ đó giống tuếch. Tối hôm qua còn có thi thể con gà trống co cắp cơ mà, giờ lại không thấy đâu cả. Sau khi nghi thức hỏi quỷ kết thúc, hình như là hắn đã không hề nghe thấy động tĩnh của cái xác gà mà. Mặc dù con gà này giống như lên cơn điên vậy, mổ liên tục vào cửa toilet, nhưng mà sau khi hỏi quỷ xong kết thúc thì nó đã quay lại trạng thái thi thể như ban đầu, nằm yên bất động. Vậy làm cách nào bây giờ? Nó đã lết xác đến cái xó xỉnh nào rồi? Hắn kiểm tra trong toilet rỗng không, ngoại trừ trên bồn rửa tay còn lại một đoạn chân nến tăng màu trắng ngắn cũn cớn, thì vật dụng duy nhất cũng chỉ là tấm gương bị vỡ hiện tại thôi. Dương Húc Minh suy tư giây lát rồi rời khỏi toilet đi tới phòng khách. Một mùi hôi thối trực tiếp phả vào mũi của hắn. Dương Húc Minh thấy được xác con gà kia, nó đang nằm trên sàn nhà phòng khách, ngay đúng chỗ vị trí hôm qua bị cắt cổ. Cái xác bây giờ đã không còn là một cái xác nữa rồi, nó thủng lỗ chỗ, lông gà máu be bét. Mà cái xác con gà này tựa như là bị con gì đó cắn xé vậy. Bụng rách toang, tất cả cơ quan nội tạng bên trong đều biến mất, chỉ còn một đoạn ruột gà kéo trên sàn nhà thôi. Cảnh tượng trước mắt
trông giống như là con gà này bị một thứ gì đó gặm nát vậy, nội tạng không còn cả. Vậy tối qua là ai đã gặm nát con gà này thành ra như vậy thế hả? Chương 9 Lý Tử. Hắn thấy trên xác con gà có nhiều vết thương y như là bị chó hoang gặm phải vậy. Mặt ngoài toàn là dấu răng cùng vết thương nhỏ thôi. Bụng gà bị xé toang, bên trong nội tạng hoàn toàn bị móc rỗng đi, chỉ có một chút ruột gà lòng thòng bị kéo ra ngoài. Có vẻ như là có thứ gì đó rất thích ăn nội tạng, những phần khác thì vẫn còn cả. Đúng là thật tà môn mà. Dương Húc Minh cảm thấy bó tay. Sau khi hắn đi ngủ thì phòng khách này lại có chuyện sao? Con gà bị cắt cổ rồi, chảy khô máu rồi, lại còn sống nhăn răng, chạy qua chạy lại, rồi qua đêm bị đồ vật nào đó gặm cắn xé sao? Quỷ dị nhất chính là lúc đó con gà này còn đang dãy dụa tưng bừng nên mới ra tình trạng thê thảm như vậy. Chẳng lẽ ngoại trừ hai con trành quỷ gõ cửa chính và đập cửa sổ ra, trong phòng khách này còn có thứ nào đó là quỷ sao? Hoặc là xác con gà này chính là hai con trành quỷ ăn sao? Hắn giờ sinh tử lục ra định viết nhưng mà chữ thì vẫn còn liên nhan đến nhít. Chần chờ 2 giây thì Dương Húc Minh thở dài một hơi, cất sinh tử lục vào tối. Hắn đi đến góc tường, cầm cái chổi dọn dẹp hết đi. Tối hôm qua lúc giết gà, mặc dù không có máu tươi rơi ra ngoài, nhưng mà từ khi bắt đầu hỏi quỷ đến bây giờ, xác gà bò về phía toilet rất là bẩn, hắn phải dọn trước khi những cảnh sát này tới. Sau đó hắn nghĩ tới hình ảnh mình nhìn thấy đêm qua, cô gái mặc áo cưới đỏ thẫm ngồi trước bàn trang điểm tự mình tô son. Hắn do dự, hít thật sâu rồi đi đến cái phòng ngủ của Lý Tưởng. Nhưng đến lúc tay của hắn đặt lên chốt cửa, Dương Húc Minh chần chờ, cũng hơi sợ thật. Mặc dù đã từng là người yêu của nhau, nhưng mà Lý Tử đã mang đến cho hắn cảm giác vô cùng kinh khủng trong mấy ngày gần đây. Nghĩ như vậy thì Dương Húc Minh lại không dám mở cửa nữa. Ngồi nhớ Lý Tử thật sự có ở trong phòng thì phải làm sao bây giờ. Mặc dù bây giờ là ban ngày, ánh nắng tươi sáng rực rỡ, nhưng mà hắn vẫn sợ. Hắn cố nén vài giây rồi cầm nến đỏ, thế là vẫn còn. Như vậy tính mạng của mình vẫn là còn ở đấy. Sinh tử lục không phải nói dối chứ, nến đỏ còn thì Lý Tử sẽ không làm hại hắn. Dương Húc Minh hít nhẹ một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa. Lý Tử, em có bên trong không vậy? Một khoảng im lặng trôi qua, trong phòng không có ai cả. Em không trả lời là anh vào đấy nhá. Hắn cẩn thận áp lỗ tai vào bên trong cửa phòng, tập trung lắng nghe âm thanh bên trong đó. Nhưng mà trong phòng vẫn im lặng. Hắn nhìn qua khe cửa, trong phòng ngủ đúng là không có ai cả. Không có một cánh tay tái nhợt nào đột ngột thò ra để bắt lấy hắn cả. Cũng không có bất kỳ con mắt đỏ lòm nào trợn trừng nhìn hắn cả. Phòng ngủ này im lặng, chỉ có ánh sáng chiếu vào cửa sổ trong phòng thôi. Trong phòng này bày trí vô cùng đơn giản, bởi vì trước đây nó là phòng của Lý Tử. Hai người từng là hàng xóm. Từ lúc yêu nhau thì căn phòng của Lý Tử này cũng chỉ để đổ treo quần áo và cất đồ vật thôi. Trong phòng ngủ này, ngoại trừ một cái giường cùng một cái tủ nhỏ phía ngoài ra, thì bên trong còn bày biện rất nhiều cọc treo quần áo đơn giản nữa. Phụ nữ thì thường nhiều quần áo và Lý Tử cũng như vậy. Trong phòng có một điểm nhấn duy nhất, đó là cái bàn trang điểm. Cái bàn trang điểm này vốn có màu ngà sữa. Ban đêm, ánh trăng hát vào trông có vẻ kỳ dị, nhưng mà trong ánh sáng bình thường ban ngày thì nó lại rất đẹp. Hoa văn trên bàn cũng rất đáng yêu, hoàn toàn mất đi dáng vẻ âm trầm của đêm về. Trên bàn trang điểm có một số bình lọ đều là mỹ phẩm dưỡng da của Lý Tử. Nhưng mà Lý Tử không có mua đồ trang điểm nhiều, chỉ có vẻn vẹn là mỹ phẩm dưỡng da thôi mà đã khiến Dương Húc Minh cảm thấy hoa mắt rồi. Gian phòng này Dương Húc Minh đã lâu không bước vào rồi. Trước khi về quê thì Lý Tử đã dọn dẹp, sau đó hắn vào có một lần thôi rồi không hề vào nữa. Nhưng mà hắn nhớ rất rõ, lần trước hắn vào đây, trên bàn trang điểm có hộp hóa trang được đóng kỹ, đồng thời được đặt ở ngăn kéo. Nhưng mà lúc này,
Hộp hóa trang vốn yên tĩnh nằm trong ngăn kéo thì lại xuất hiện trên bàn trang điểm, đồng thời bị mở tung ra. Tối hôm qua là hoàn toàn chính xác, có người ngồi đây. Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, ngón tay run run sờ lên hộp ngoài của hộp hóa trang kia. Ngay ở khắc đó, ầm, một tiếng ầm vang lên, cửa phòng bị đóng lại. Dương Húc Minh giật nảy mình, vội vàng lùi lại quay nhìn phía sau. Cửa phòng bị đóng chặt ngay trước mắt của hắn rồi. Dương Húc Minh nuốt ực một ngụm nước bọt. Hắn lo lắng nhìn khắp căn phòng, rồi chậm rãi lấy ra nến đỏ. May quá vẫn còn. Nhịp tim của Dương Húc Minh dần dần quay lại tốc độ thường ngày. Lý Tứ, Dương Húc Minh thấp giọng hỏi, em ở chỗ này sao? Một trận gió lạnh buốt thổi qua, Dương Húc Minh chợt rùng mình. Hắn cúi đầu xuống có cảm giác lạ lạ. Quả nhiên nến đỏ trong tay của hắn đang run lên rồi. Một đốm lửa lóe lên giữa tâm nến, ánh sáng chập chờn ảm đạm phản chiếu lên gương mặt của Dương Húc Minh một mảnh vàng như sáp vậy. Chương 10: Án mạng. Dương Húc Minh thầm chửi tục trong lòng. Hắn chưa từng nghĩ đến kết quả sẽ là như vậy. Ban ngày ban mặt vẫn là đi chơi chọc con ma này sao? Tại sao ngọn nến này lại tự cháy vậy? Dương Húc Minh đứng núp bằng góc tường, vừa khẩn trương vừa sợ hãi nhìn khắp bốn phương tám hướng. Trước mắt của hắn, căn phòng này vẫn vậy, không thấy một bóng người nào cả. Bàn trang điểm màu trắng vẫn giữ nguyên bộ dáng cũ, làm gì có ai ngồi đó đâu. Thế mà nhiệt độ trong phòng này càng lúc càng lạnh đi. Bầu không khí quỷ dị, giống như y hôm qua hắn hỏi quỷ trong toilet vậy. Bên ngoài thì vẫn là ban ngày, ánh mặt trời thậm chí trực tiếp chiếu vào, chiếu sáng tận cơ thể của Dương Húc Minh. Nhưng mà hắn không có cảm giác an toàn gì cả. Hắn nhớ Sinh Tiểu Lục nói với hắn một câu thế này: người anh em đang chọc phải một trong những con lệ quỷ kinh khủng nhất trong truyền thuyết rồi. Chú nghĩ kỹ nha, nếu như chọn cách phản kháng lại nó mà thất bại thì nó giận chú sẽ chết thêm thê thảm hơn đấy. Một con lệ quỷ kinh khủng nhất trong truyền thuyết sao? Bây giờ hắn mới nghĩ tới quyển sách này đúng là chỉ biết ăn nói thật thà thôi. Giữa ban ngày ban mặt mà có thể hiện hình sao? Đột nhiên tất cả yên tĩnh trong một giây. Nhưng mà một giây này, tim nến lần nữa tự động cháy bùng lên sau khi đã bị hắn dập tắt đi rồi. Rõ ràng là Lý Tử đang ở trong phòng này. Dương Húc Minh xông về phía cửa phòng, giật mạnh chốt cửa. Nhưng cánh cửa ban đầu không hề khóa, bây giờ lại không cách nào lôi ra được. Tựa như là cánh cửa cùng với cả vách tường đã nối liền vậy. Sức kéo của hắn mạnh như vậy mà không lay động một chút gì cả. Sắc mặt của hắn bắt đầu tái dần. Hắn cảm thấy có một đôi tay lạnh buốt đang từ phía sau bóp lấy cổ của hắn vậy. Nơi này chính là chỗ của Dương Húc Sinh này. Vương Trần quay lại nhìn đồng sự phía sau lưng, mở lời giới thiệu. Sau đó anh giơ tay lên, gõ cửa phòng một cái. Dương Húc Minh à, có ở nhà không cậu em ơi? Trong phòng không có bất kỳ ai trả lời cả. Vương Trần thấy lạ bèn gõ mạnh cửa phòng một cái. Dương Húc Minh có ở nhà không? Lần này rốt cuộc là có tiếng đáp lại, tiếng gọi của Vương Trần. Một tiếng ầm rõ to vang lên, tựa hồ trong phòng có người đang đóng sập cửa vậy. Tiếng đóng cửa vang lên dọa Vương Trần cùng nữ cảnh sát phía sau giật nảy mình. Ngay sau đó, một loạt tiếng bước chân dồn dập trong phòng vang lên từ xa đến gần. Đồng chí cảnh sát! Nhìn thấy ngoài cửa có hai cảnh sát, Dương Húc Minh hốt hoảng kêu lên: trong phòng tôi có quỷ đấy, có quỷ! Hai cảnh sát này đều sửng sốt một giây, rồi quan sát cẩn thận anh bạn Dương Húc Minh này. Hắn vốn là người cao hơn 1m8, thể trạng rất cường tráng, khiến ai đứng gần cũng cảm thấy tự ti. Nhưng mà lúc này, sắc mặt của Húc Minh tái mét, hốc mắt hõm sâu, thân thể tiểu tụy, thoạt nhìn như là một con nghiện lâu năm vậy. Nếu như là người lạ mặt thì chắc chắn sẽ nghĩ hắn là một con nghiện mất. Dương Húc Minh, cậu... Nhìn hình ảnh lạ lẫm của Dương Húc Minh như thế này thì anh ta liền hỏi: cậu em bị sao vậy? Mới có 10 ngày không gặp thôi, sao em lại như thế này hả? Vừa sống sót sau tai nạn, Dương Húc Minh vừa thở hổn hển vừa gấp: quỷ hồn của người yêu em
bây giờ đang ở trong phòng kia kìa. Ôi, ban nãy không phải là anh chị đây gõ cửa thì cô ta đã không bỏ đi đâu. Cô ta đã định bóc cổ em, định cho em chết rồi đấy. Không tin thì hai người nhìn đi này. Vì tăng cường thuyết phục nên Dương Húc Minh vội vàng ngẩng đầu để cho hai đồng chí cảnh sát nhìn cổ của mình. Trên cổ của hắn chính xác là có mấy cái vết máu ứ đọng. Này, vết máu tụ này là hẳn có từ mấy hôm trước rồi, làm sao có thể là vừa mới được chứ? Dương Húc Minh, có phải là cậu nhớ người yêu quá đúng không nên gặp ác mộng hả? Vương Trần đưa ra phỏng đoán của mình phù hợp nhất với cả tình hình hiện tại. Đương nhiên, ý anh ta muốn nói là bọn thanh niên các cậu lại chơi trò quái đản gì sao? Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Vừa vặn lúc chúng ta tới cửa thì cậu em đã bị lệ quỷ quấy rối rồi. Bất quá cân nhắc đến Dương Húc Minh là manh mối trọng yếu của vụ án nên anh ta vẫn cho Dương Húc Minh một cái cầu thang để xuống. Đối mặt với cả hai đồng chí cảnh sát không tin mình, Dương Húc Minh cũng không thèm giải thích nữa. Phía sau lưng của hắn, nơi căn phòng đã từng thuộc về Lý Tử, cửa phòng đang chậm rãi đóng cửa lại. Trong thoáng chốc, có một vệt máu đỏ tại chỗ sâu gian phòng kia chợt lóe lên. Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt. Hắn lại nhìn về phía hai người cảnh sát trước mặt, rất hiển nhiên là hai người này không thấy gì cả. Nếu mà thấy thì bọn họ đã không nhìn hắn với cả vẻ mặt tà dị như vậy rồi. Dương Húc Minh im lặng vài giây rồi mệt mỏi nói: em mời chị vào nhà à? Dương Húc Minh vẫn dẫn hai đồng chí cảnh sát đó đi vào phòng của mình. Hắn hiểu được hai người này căn bản là cũng không tin tưởng hắn nói gì đâu. Đương nhiên cái này là bình thường cơ mà. Chính do bản thân của Dương Húc Minh liên tục gặp ác mộng hơn 10 ngày nay, đến đêm cuối cùng bị bóp cổ, trên cổ của hắn đúng là có vết máu tụ thật. Cũng từ khi tự thân trải nghiệm hỏi quỷ đêm qua, hắn mới bắt đầu tin tưởng thế giới này có quỷ thật. Hiện tại vô duyên vô cớ, nếu như hai người cảnh sát này thật tin tưởng trong phòng của hắn có quỷ, đó mới là chuyện lạ đây. Ngồi đối diện hai người mặc cảnh sát đồng phục, ngọn nến đỏ đã tắt ngắm được hắn nhét cẩn thận vào trong túi quần. Hắn tương đối đã hiểu rõ Lý Tử rồi. Trước khi nến đỏ cháy hết, cô ấy sẽ không làm hại mình đâu. Ngược lại, hắn khôn hồn thề đừng có bén mảng vào căn phòng kia một lần nào nữa. Lý Tử thật sự đang ở trong đó. Vương ca, các anh tìm một chuyện gì vậy? Hai cảnh sát này ngồi đối diện, mỗi người cầm một ly nước ấm. Dương Húc Minh vội vàng nói: chẳng có lẽ là tình tiết đột phá của vụ án mới Lý Tử sao? Đối với cả lời hỏi thăm của Dương Húc Minh thì Vương Trấn lắc đầu: chúng tôi lần này tìm cậu là vì liên quan đến một vụ án khác cơ. Nói xong rồi Vương Trấn mở cặp ra, lấy tờ giấy trong đó. Cậu quen người này không? Vương Trấn đưa bức hình này sang. Dương Húc Minh nhìn qua gật đầu nói: đây là bạn nữ cùng lớp với cả chúng em đấy, là dân bản địa ở thành phố Lục Bàn Thủy này. Bất quá em cùng với cô ấy thì cũng không thân nhau lắm đâu. Lâu lắm rồi anh à, làm sao thế ạ? Thế vậy cậu biết tiếp người này không? Dương Húc Minh cầm lấy ảnh chụp thứ hai, hơi sửng sốt. Đây là một ảnh chụp cánh tay, tựa như là bàn tay người đã chết vậy. Toàn bộ cánh tay đều trắng dã, cứng ngắc. Hình ảnh chỉ chụp lấy bộ phận cánh tay thôi, không chụp toàn bộ nên không biết là ai cả. Mà trong bàn tay người chết kia đang nắm chặt một tấm hình. Tấm hình này bị siết nhăn nhúm, góc hình bằng phẳng vừa đủ để có thể nhìn thấy khuôn mặt một người. Chính là khuôn mặt một nam thanh niên đang cười. Hắn ngây cả người. Cái này là hình của em mà. Vương Trấn nhìn một cái, lại đưa ra một tấm hình nữa. Chính là bức ảnh lúc nãy bị bò xiết, nhưng là trong trạng thái đã được làm phẳng lại, miễn cưỡng có thể thấy rõ toàn bộ nội dung ảnh chụp. Đích thật là ảnh chụp Dương Húc Minh. Mặc dù ảnh chụp nhăn nhúm, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng. Mặc dù là ảnh chụp nhăn nhúm, nhưng vẫn có thể thấy được rõ ràng. Bối cảnh là Dương Húc Minh đang ở phòng học, bên cạnh một nhóm học sinh. Dương Húc Minh cùng cậu bạn bên cạnh bàn đang cười nói vui vẻ. Nhìn như vậy, Dương Húc Minh có chút mơ hồ, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tấm hình này. Vương Trần
nhìn kỹ phản ứng của hắn rồi nói: "Đây là tấm hình mà chúng tôi đã tìm thấy ở hiện trường vụ án đấy. Nó là manh mối duy nhất của vụ giết người kinh khủng. Nữ sinh mang theo tấm hình này là bạn cùng lớp của cậu, gọi là Ngô Tư. Bạn bè thường gọi cô ấy là Tiểu Tư. Cô ta bị sát hại vào 3 ngày trước, lúc chết trong tay nắm thật chặt tấm hình này. Cô ấy còn viết một đoạn nhật ký nữa." Vương Trần nhìn chằm chằm phản ứng của Dương Húc Minh, chậm rãi nói: "Đó là mình muốn đi tìm anh ấy. Đây là một câu duy nhất mà cô ấy viết trong nhật ký của mình trước ngày bị giết. Dương Húc Minh, 3 ngày trước thì cậu có thấy cô ấy không?" Dương Húc Minh liếc nhìn nữ cảnh sát, phát hiện ra cô ta đứng sau lưng Vương Trần quay phim lại cuộc nói chuyện này. Rõ ràng đây cũng là một tình tiết quan trọng trong vụ án đang được điều tra. Thế nhưng hắn cũng không có ấn tượng gì nhiều về cô bạn học này cả. Dương Húc Minh bất đắc dĩ cười khổ, nói ra: "Sợ các anh không tin thôi. Dù em với cả cô gái này là bạn cùng lớp, nhưng mà suốt 3 năm đại học thì bọn em nói chuyện với nhau chắc là chưa tới được 5 câu đâu. 5 câu thôi đi ạ. Em và cô ấy thật sự là không quen thân nhau lắm đâu. Cũng chả hiểu vì sao cô ấy lại có bức ảnh này nữa. Tấm hình này em không biết đâu. Thật đấy Vương ca, anh phải tin em chứ. Em thật sự là chưa từng gặp cô ấy một khoảng thời gian rất là dài rồi. Vương ca, anh phải tin em chứ." Chương 11, Tiểu Tư là ai? Trong phòng khách, Dương Hùng Minh rất thành khẩn trình bày, thanh minh cho bản thân của mình. Vương Trấn gật đầu, trấn an cảm xúc của Dương Hùng Minh: "Yên tâm đi, bọn anh cũng tạm thời là không hoài nghi cậu đâu, cho nên cậu mới không cần phải khẩn trương như vậy đấy." Vương Trần nói xong, thu hồi tấm hình lại, sau đó lại hỏi Dương Hùng Minh một vài vấn đề khác. Tỉ như, vào đêm nữ sinh này bị sát hại thì Dương Hùng Minh lúc đó đang làm cái gì? Đi nơi nào? Có liên hệ gì với người lạ nào không? Tất cả đều là theo một dạng công thức xét hỏi điều tra thông thường. Nhưng mà Húc Minh chính xác là không quen thân nữ sinh này. Hai người không có liên hệ gì với nhau cả. Thậm chí Dương Húc Minh cũng không biết rõ tên cô gái này là gì luôn. Bọn hắn cơ bản là hai người xa lạ, vì thế cảnh sát không tìm được bất cứ manh mối nào cả. Bọn họ trước khi đến đây cũng đã có điều tra các vấn đề liên quan rồi giữa Dương Húc Minh và nạn nhân, cũng chỉ là làm theo nguyên tắc thôi và cũng không tìm ra bất cứ liên hệ nào cả. Sau khi hỏi xong một loạt câu hỏi thì Vương Trần đứng dậy: "Rồi, đã xong rồi, chúng tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa đâu. Húc Minh à, nếu mà sau này cậu có phát hiện được điều gì mới ấy thì lúc nào cũng có thể gọi chúng tôi nhé." Hai vị cảnh sát rất lịch sự chào tạm biệt hắn, rồi Húc Minh đưa hai người ra ngoài cửa. Húc Minh tiến hai người ra tận cổng, đưa mắt nhìn họ rời đi. Đúng lúc này theo bản năng, hắn quay nhìn lại, thấy cánh cửa phòng cũ của Lý Tử trong nhà kia từ từ mở ra. Húc Minh giật mình, vội vàng đuổi theo Vương Trần: Vương ca, chờ một chút đi." Húc Minh cuống quýt gọi to, khiến hai cảnh sát này chuẩn bị rời đi cũng phải ngạc nhiên quay lại. Bọn họ nhìn thấy Húc Minh đang chạy hùng hục như chạy nạn vậy, lao ra khỏi nhà, vội vàng đóng cửa khóa trái lại. Vương Trần khó hiểu: "Húc Minh, làm sao vậy?" Húc Minh vừa khóa cửa nhà vừa cười gượng nói: "À dạ, em đột nhớ ra là ngoài, phải ra ngoài có chuyện à, cho em đi ké với nhé." Nói xong thì cũng mặc kệ hai cảnh sát này phản ứng thế nào đi nữa, Húc Minh trực tiếp đẩy lưng hai người đi: Xong rồi, đi thôi anh ơi." Hai đồng chí cảnh sát này đều cảm thấy khó hiểu với cả hành vi cổ quái của Húc Minh. Nhưng sau đó, Húc Minh cũng chỉ im lặng, bước đi bên bọn họ, không nói gì cả. Trên đường đi thì Vương Trần vẫn luôn an ủi Húc Minh, bảo hắn cố gắng nén bi thương, đừng quá mức đau lòng. Bất quá, Húc Minh ngay bên tai thì lại sang tay khác thôi. Hắn đang mải miên man suy nghĩ, không lẽ Lý Tử sẽ đuổi theo hắn ra tận ngoài này sao? Mặc dù bây giờ bên ngoài nắng rất to. Sau khi cùng hai cảnh sát này tách ra, Húc Minh đón taxi rời đi. Dù sao buổi tối hắn cũng còn phải đi thị trấn Song Giác, không về nhà nữa. Đêm nay thì không cần về đâu. Trấn Song Giác tộc Di là một trấn ở sát biên giới nội thành Lục Bàn Thủy. Trước kia thì thị trấn này cách nội thành một quãng khá xa,
Nhưng đến khi thành phố mở rộng phát triển thì Song Giác đã tiếp giáp biên giới cùng với cả nội thành rồi. Chỉ là nhà cửa ở khu vực này vẫn mang phong cách nông thôn cũ kỹ của mười mấy năm trước thôi. Xe taxi đi hết đoạn đường lớn khu vực nội thành, rẽ vào một con đường cũ kỹ chật hẹp. Đây chính là con đường duy nhất đi Song Giác trấn. Trên con phố mấp mô, hai bên đường là khu nhà cũ kỹ thấp bé xây dựng từ nhiều năm trước. Song Giác là tên thị trấn này. Tại Quý Châu, do có khu vực quần cư của người dân tộc thiểu số nên rất nhiều địa danh có tên kỳ lạ. Hắn tùy tiện đi vào một nhà hàng nhỏ ở thị trấn này. Từ tối qua hắn đã không ăn gì rồi, bụng kêu ồn ồn. Hắn liền gọi hai suất cơm. Trong lúc đợi cơm, hắn vẫn giở cuốn sinh tử lục ra, rồi thấy dòng chữ tiếng khóc lúc nửa đêm. Dù nhìn từ góc độ nào thì Dương Hùng Minh cũng đều cảm thấy đoạn văn miêu tả này giống như là một hệ thống nhiệm vụ vậy. Điểm khác biệt duy nhất đó là hệ thống này không có điều kiện lẫn phần thưởng gì cả. Nhưng mà chân tướng đó sẽ ra sao đây? Tìm ra được chân tướng rồi thì có gì tốt không? Như thế nào mới là tìm ra chân tướng thành công đây? Sinh Tử Lục chả thèm nói cho hắn biết gì cả. Tin tức từ đoạn văn này quá là mơ hồ. Cuốn sách bại hoại này không phải là chơi xỏ hắn đấy chứ. Dương Húc Minh lại nghĩ về việc thực hiện nghi thức hỏi quỷ đêm qua. Sinh Tử Lục bảo hắn chuẩn bị đầy đủ đồ nghề, bảo hắn đến hỏi quỷ. Kết quả cuối cùng mới biết là chính cuốn sách bại hoại kia cũng không đoán được cái gì sẽ phát sinh ra trong quá trình hỏi quỷ. Tuy vậy, Dương Húc Minh lại nhìn sang trang sách một lần nữa. Hắn phát hiện ra câu cuối cùng tiết lộ một chút tin tức nào đó. Có một điểm tốt là tiến vào khu đó thì không sợ bị trành quỷ lén lút ám hại nữa. Là sao nhỉ? Bởi vì lệ quỷ ở khu vực đó quá kinh khủng sao? Còn cái câu là không nên mang theo hung khí nữa cơ chứ. Nhưng mà tại sao lại không cho Dương Húc Minh mang theo hung khí phòng thân đây? Có thể vì hung khí sẽ chọc giận lệ quỷ sao? Còn có dòng chữ bọn chúng, cái chỗ này là tổ quỷ sao? Dương Húc Minh ngồi trong góc nhà hàng nghiên cứu quyển sinh tử lục, vẻ mặt đắng chát. Con nên nghe lời cuốn sách này đi tìm cái nhà cũ kỹ màu đỏ kia không nhỉ? Khốn nạn nhất đó là lúc quyển sinh tử lục này cũng không nói cho hắn biết cái nhà này địa chỉ ở đâu, bắt hắn tự đi tìm. Thế là hắn lấy điện thoại ra, vừa ăn cơm vừa lên mạng đọc tin tức. Hắn hy vọng có thể tìm thấy một vài manh mối cứu rỗi nào đó. Nhưng mà hắn tìm kiếm một hồi lâu thì cũng không tìm thấy bất kỳ ở khu vực Song Giác này có sự kiện gì quái gì hoặc là vị trí của ngôi nhà kia cả. Một lúc lâu sau, Dương Hùng Minh uể oải bỏ điện thoại xuống. Phải công nhận là công cụ tìm kiếm vạn năng này cũng bó tay rồi. Hắn ăn hết cơm xong, đột nhiên điện thoại của hắn rung lên, có một tin nhắn đến. Dương Hùng Minh liếc qua ngẩn cả người. Đây là tin nhắn từ một số điện thoại nặc danh, không có hiện số gì cả, mà chỉ hiện một dòng mã ký tự khó hiểu với nội dung đó là: Tiểu Tư là ai vậy? Chương 12, ông lão. Tiểu Tư là ai sao? Dương Húc Minh lặng yên đọc lại nội dung tin nhắn một lần nữa. Hắn cảm thấy hơi khó hiểu. Là ai đã gửi tin nhắn ra cho hắn vậy? Có thể nào là gửi nhầm máy không? Tiểu Tư là ai? Là ý gì? Hắn có quen với cả ai gọi là Tiểu Tư hay sao? Mà số này không có thông tin người gửi gì cả, chỉ có một đoạn mã làng hoàng thôi. Chẳng lẽ là quỷ gửi tới ư? Hắn lẳng lặng xóa tin nhắn đi. Dù cho là Lý Tử gửi tin nhắn tới, chẳng lẽ hắn còn dám trả lời sao? Nửa đêm nhắn tin với quỷ sao? Thôi cho ta xin đi. Không biết ai gửi còn tốt hơn, biết rồi thì thêm sợ hãi mà thôi. Đêm nay Húc Minh còn phải đi tìm căn nhà màu đỏ sậm kia để điều tra. Hắn cũng không muốn lại có chuyện gì xảy ra nữa. Hắn ăn cơm xong rồi gọi bà chủ. Bà chủ ơi, cho cháu hỏi Song Giác này có căn nhà nào màu đỏ sậm mà bị bỏ hoang không? Bà chủ quán đang chơi WeChat ngẩng đầu nhìn Dương Húc Minh, liếc mắt suy nghĩ. Căn nhà màu đỏ sậm hả? Bỏ hoang không có ai sao? Hình như có một cái hay sao đấy, nhưng mà đi tới đó thì cũng hơi xa đấy.
cậu đi dọc theo con đường này, thẳng vào phía trong. Ở bên cạnh trường tiểu học trung tâm có một cái giao lộ, rẽ phải ở chỗ giao lộ. Sau đó cứ đi thẳng tới khi nào nhìn thấy một tòa nhà bỏ hoang sơn màu đỏ sậm ấy. Nói xong rồi, bà chủ hiếu kỳ nhìn Húc Minh hỏi: cậu tìm cái đó làm gì vậy? Tôi nhớ mấy năm trước ở đó có một tà ma lộng hành lắm. Khu vực xung quanh thì lại vắng vẻ nữa, cơ bản là không có ai ở đó đâu. Cậu hiểu không? Húc Minh cười cười nói ra: à vâng ạ, cháu xem trên mạng thì thấy có người bảo là căn nhà ấy có nhiều điều thần bí lắm, cho nên muốn đi tìm hiểu khám phá một chút thôi. Bà chủ quán à, bà nói chỗ đó có tà ma sao? Vậy là dã ma quỷ gì vậy? Bà chủ quán lắc đầu: cụ thể thì tôi không biết đâu. Dù sao thì 3 năm trước tất cả những người ở trong căn nhà ấy toàn bộ mất tích cả. Về sau có người thường xuyên nghe thấy trong phòng vang vẳng tiếng khóc của thiếu nữ. Dần dần thì không còn ai dám bén mảng đến đó nữa đâu. Húc Minh giật mình: nửa đêm có tiếng khóc của con gái vang vẳng sao? Tiếng khóc lúc giữa đêm ư? Chẳng lẽ nơi này chính là lối vào của phó bản sao? Húc Minh tiếp tục dò hỏi: người trong nhà toàn bộ mất tích hả bác gái ơi? Là mất tích bao nhiêu người vậy? Cảnh sát mặc kệ sao? Bà chủ tạc lưỡi: không, cảnh sát đương nhiên phải điều tra chứ, sao có thể mặc kệ được. Lúc trước đã từng có rất nhiều xe cảnh sát tới đó rồi, phong tỏa hết trước sau tòa nhà, điều tra đủ các kiểu, nhưng về sau lại thấy im lìm, không kết quả gì cả. Cụ thể thì thế nào tôi không biết đâu, chỉ biết tòa nhà đó về sau không ai dám tới gần thôi. Húc Bình lại hỏi tiếp: thế nhưng bà nói chỗ kia là có ma quỷ, nửa đêm có tiếng khóc con gái sao? Không lẽ không có ai đi nghiên cứu xem có việc gì sao? Có chứ, từng có nhiều thanh niên to gan lớn mật đến xem thử, nhưng cuối cùng cũng chẳng có điều gì cả. Bọn họ đi buổi tối à? Sao đấy, đương nhiên đi ban ngày chứ. Bà chủ nhìn Dương Húc Minh như là kẻ ngốc vậy. Ban đêm không lo mà ngủ đi, ai mà hơi đâu đi chơi hả? Húc Minh cười khan một tiếng, không dám trả lời. Hắn lại nói bóng nói gió hỏi vấn đề khác, nhưng mà chủ quán này không biết nhiều, hắn không thu được thêm tin tức gì cả. Chỉ biết là căn nhà màu đỏ kia trước đây có một nhà 4 người ở, về sau để mất tích bí ẩn cả, đến nay không tìm ra. Sau khi xác nhận lại vị trí căn nhà màu đỏ đó, hắn mới ra khỏi nhà hàng. Con đường này coi như là đường cái chính của trấn Song Sát này. Hai bên đường phố toàn là cửa hàng nhỏ thôi, ngoài ra còn có một trạm xăng dầu. Mặc dù là đường đi cũ nát bẩn thỉu, nhưng lưu lượng người khá đông, trên đường nhiều xe cộ qua lại. Húc Minh đi bộ tầm nửa tiếng, gặp được trường tiểu học trung tâm mà bà chủ đã nói. Trường tiểu học này được vây quanh bởi bức tường khá cao. Bên trong bức tường, bên ngoài bức tường có những dòng chữ tuyên bố cũ mềm, chữ viết mờ gần nhưng không đọc được vậy: trẻ em được nuôi dạy tốt thì cả đời sẽ hạnh phúc ấm no. Dòng chữ tuyên truyền này dường như đã có cả chục năm trước rồi. Hắn đi đến bên cổng trường tiểu học, nhìn vào bên trong, hoàn toàn chính xác. Trường tiểu học này hẳn đã có lịch sử lâu đời rồi. Không những phòng học cũ kỹ, bẩn thỉu, xi măng trên bãi tập có nhiều vết rạn nứt rồi, nhiều chỗ thậm chí cỏ dại mọc tràn lan. Hiện tại là nghỉ hè, nơi đây không có ai cả. Trường học trống rỗng, im ắng tịch mịch, không giống bóng người gì cả, tạo cho người ta một cảm giác âm trầm u ám. Húc Minh rụt cổ, cảm giác bất an. Chẳng lẽ chỗ này cũng có quỷ sao? Húc Minh cảm giác mình giống con chim sợ cảnh cong, nhìn đâu cũng ra quỷ vậy. Hắn lùi lại hai bước, định rời đi, nhưng mà mới định quay đầu thôi, hắn giật nảy mình. Phía sau hắn không xa, không biết từ khi nào xuất hiện một ông lão dáng người gầy gò. Lão mặc một bộ đồ màu xanh thẫm, lưng còng gầy guộc, tay mang theo một cái túi màu đen, mắt trừng trừng nhìn Húc Minh. Húc Minh lo lắng nhìn ông lão, theo bản năng hắn sờ lên túi quần nơi đang có cây nến đỏ. Cây nến vẫn ở đó, lúc này hắn mới yên tâm. Cháu chào ông à, có chuyện gì không à? Trường tiểu học này nằm ở vị trí biên giới của thị trấn, cư dân nơi đây rất thưa thớt, không biết lão già này ở đâu ra đây. Ông lão trầm mặc một lúc lâu rồi thở hổn hển
ho khạc ra một cục đờm từ trong cổ họng. Sau đó hờ hững nhìn Húc Minh nói: "Cậu ở trước cửa trường đại học này nhìn cái gì vậy?" "À dạ, cháu chỉ tình cờ qua đây thôi ạ. Ngó một chút thôi." Húc Minh lúng túng nói: "Không lẽ trường này cấm nhìn sao?" "Dạo này có nhiều người lừa đảo, lão này chẳng lẽ lại bảo trường học này không được nhìn sao? Bắt Dương Húc Minh phải trả tiền hay sao?" "Đừng có nhìn, nơi này có đẹp gì đâu." Ông lão lạnh lùng nói: "Trường này đã bỏ hoang 3 năm nay rồi, không có ai hoặc là không có gì để nhìn đâu." Húc Minh nghe được câu này thì ngây người. "Bỏ hoang 3 năm rồi ạ?" Không biết có phải là suy nghĩ nhiều quá hay không, luôn cảm thấy con số 3 đúng là quá trùng hợp. Bởi vì gần khu này có căn nhà màu đỏ, 3 năm trước cũng có dị tượng. Húc Minh nhìn ông lão trước mặt, thầm nghĩ, phải chăng mình đã gặp được đầu mối quan trọng sao? Hắn vội vàng hỏi: "Ông ơi, vì sao nơi này lại bị bỏ hoang ạ?" "Cháu thấy trường tiểu học này không vấn đề gì mà. Hơn nữa trong trấn này thì đây là trường tiểu học duy nhất cơ mà. Nếu như bỏ hoang thì bọn trẻ học ở đâu đây?" Húc Minh hỏi một câu đấy. Ông già trầm mặc một lúc rồi ông ta lo lắng, ông ta nói: "Tìm không ra giáo viên đâu thì trường phải bỏ hoang thôi chứ làm sao nữa. Mặc dù bộ giáo dục đã rót kinh phí rồi, nhưng giáo viên trẻ không có ai tình nguyện tới nơi đây để dạy học đâu. Có tiền thì làm được gì đâu. Nơi này cũng gần thành phố cơ mà. Giáo viên ai cũng đều muốn vào thành phố làm việc cả. Trường học không có giáo viên thì đành bỏ hoang thôi." Lão nhân thật thà nói: "Tội nghiệp trẻ con. Đứa nào tốt phước thì được bố mẹ cho vào học trong thành phố. Đứa nào xui xẻo thì phải về nhà thôi, hoặc là theo người nhà đến nơi khác thuê thôi. Cũng hy vọng là chúng nó ở nơi khác có thể được đến trường đấy. Ai mà biết được." Lão nhân lại nhìn Dương Húc Minh liếc mắt nói: "Thôi đừng xem nữa, nơi này không có gì đẹp đâu mà xem. Cậu nên về nhà đi." Ông lão nói xong quay đầu đi vào con đường nhỏ bên cạnh trường tiểu học. Húc Minh hai mắt tỏa sáng, vội vàng theo sau. "Ông lão trước mặt này ở bên trong khu này sao?" "Theo bà chủ quán nói lúc trước, con đường nhỏ cạnh trường này chính là lối dẫn vào căn nhà màu đỏ nâu kia." Hành vi của ông già này rất kỳ lạ, hẳn là lão sẽ biết điều gì đó đây. Húc Minh đi bên cạnh ông ta rồi hỏi: "Nhà của ông ở đâu vậy ạ? Cháu thấy ông rất là quen thuộc với cả trường này đấy. Ở Quý Châu này nói tiếng phổ thông cũng không nhiều đâu. Ông chắc là người địa phương ạ?" Ông lão nhìn một cái, giọng Quý Châu trả lời: "Tôi thấy cậu mới là người địa phương khác tới đây đấy." "À đúng rồi, cháu đúng là người nơi khác đến đây ạ. Cháu quê Hồ Nam, nhưng mà Hồ Nam với cả Quý Châu thì cũng gần thôi. Ngôn ngữ địa phương thì cũng không khác nhau lắm đâu ạ. Đều là dựa vào ưa thích ăn cay, cho nên chúng ta thật xem như là đồng hương rồi đấy ạ." Lão nhân nhìn hắn một cái lắc đầu: "Có việc gì thì nói thẳng luôn đi, không cần phải vòng vo tam quốc đâu. Tôi không mua thực phẩm chức năng đâu nha." Húc Minh cũng xấu hổ, tiếp tục cười nói làm quen: "Ông ơi, ông hiểu lầm cháu rồi ạ. Cháu đâu phải là tiếp thị thực phẩm chức năng đâu. Lúc đầu thì không giống, nhưng giờ thì có vẻ giống rồi đấy." "Ôi dạo, kỳ thật là cháu tò mò chuyện của trường này thôi mà. Một ngôi trường tốt như vậy mà bỏ phế thì thật đáng tiếc mà. Ông thấy đúng không?" "Lại nói ông giống như là hiểu rất rõ với cả trường này nữa cơ mà." Ông lão nhìn hắn một cái rồi nói ra: "Trước đây ta là hiệu trưởng trường này, nhưng bây giờ về hưu rồi. Cậu muốn hỏi gì nữa không? Hỏi nốt luôn đi." Ông lão đứng lại nhìn Húc Minh bằng đôi mắt lạnh lùng: "Chút lát nữa mà cứ theo tôi thế này là tôi báo cảnh sát đấy nha." Húc Minh cười khăn một tiếng, vội vàng nắm cơ hội: "Ông ơi, cháu nghe nói là đi thẳng đường này là đến một căn nhà màu đỏ bỏ hoang đúng không ông? Ông biết sao nó bỏ hoang không ạ?" "Cậu hỏi làm cái gì vậy?" "À là thế này à, cháu nghe nói là trong căn nhà này 3 năm trước có một vụ mất tích bí ẩn lắm. Còn nghe nói là có tà ma ma quỷ gì quấy phá nữa cơ. Cho nên tò mò à?" "Không cần tò mò đâu." Ông lão vẻ mặt lạnh lùng cắt ngang Húc Minh: "Không có ma quỷ gì hết đâu. Đều là do người ta đồn đầm thôi. Cậu trở về đi. Thanh niên trẻ trung muốn tìm thú vui thì đi nơi khác đi. Đừng mất thời gian ở đây nữa. Nơi này không có ma quỷ đâu."
Chương 13, nét chữ xấu xí. Hiển nhiên, ông lão này cho rằng Húc Minh là kiểu thanh niên nghe tin ma quỷ thần bí nên tò mò đến xem thôi. Thời gian này thì có rất nhiều kiểu như thế. Nhưng mà lần này, đâu phải là Húc Minh muốn đi tìm cảm giác mạnh đâu. Ông lão này rõ ràng nói dối rồi, lại bảo căn nhà kia không có ma quỷ. Chính Sinh Tử Lục đã ghi rõ cơ mà. Nhìn ông lão này quay lưng bước đi với vẻ mặt cau có, Húc Minh cũng thấy bất đắc dĩ. Hắn muốn hỏi thêm vài câu nữa, nhưng mà ông lão này đã nổi giận rồi. Lỡ hắn lại chọc ông ta thì ông ta tăng huyết áp, biết làm sao đây. Húc Minh cũng không muốn có tiền để chu cấp cho một ông lão sắp gần đất xa trời đâu. Đứng xa, nhìn ông lão xách cái túi đen rời đi, Húc Minh hít sâu một hơi. Chính xác là ông lão này ở cùng khu vực với cả căn nhà màu đỏ tọa lạc kia, nhưng hắn không cách nào hỏi được cả. Thậm chí Húc Minh cũng đã quan sát kỹ cái túi màu đen kia rồi. Đó là túi nhựa thông thường thôi, bên trong chứa một ít rau quả. Hẳn là ông lão này đi mua thức ăn trên trấn mới về. Một ông cựu hiệu trưởng trường tiểu học bắt gặp thanh niên lén nút trước cổng trường thì lên tiếng giày la thôi. Chuyện này rất là bình thường. Bên cạnh đó, khi đứng nhìn từ xa thì Húc Minh lại cảm giác được bước chân của ông lão này càng đi càng nhanh. Ông ta rất vội gì đó sao? Húc Minh vội vàng đi theo lưng của ông ta một cái. Lúc đầu thì hai người bọn hắn đi lại xuyên giữa những căn nhà của cư dân địa phương. Nhưng dần dần Húc Minh đi ra khỏi khu dân cư này, phía trước không còn căn nhà nào cả. Ông lão vẫn bước nhanh về phía căn nhà cũ kỹ kia, thi thoảng ngẫu nhiên quay lại nhìn phía sau, nhìn thấy Húc Minh nhưng vẫn không có chút phản ứng gì cả, dường như ngầm cho phép hắn đi theo vậy. Húc Minh vừa đi vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh. Rời khỏi trấn nhỏ, hắn thấy trước mặt là những vườn rau nông nghiệp. Đoạn đầu con đường còn có xen lẫn vườn rau với cả vườn ngô. Dần dần con đường tiếp theo toàn bộ đều bị cây ngô che khuất rồi. Mỗi một cây ngô đều cao hơn đầu người, lít nha lít nhít, giống như là một rừng cây nhỏ vậy. Húc Minh không dám chạy nhanh, sợ trêu chọc ông lão kia thì sao. Con đường trong rừng ngô uốn lượn quanh co khúc khuỷu, vừa qua một đoạn ngắn lại bị những cây ngô kia đã che khuất rồi. Đi chừng một đoạn, Húc Minh đã mất dấu ông lão. Đối với cả điều này thì Húc Minh có chút bất đắc dĩ nha. Nhưng mà chủ quán nói rồi, cuối con đường này là sẽ gặp căn nhà màu đỏ sậm kia, cho nên Húc Minh cũng không cố ý tìm ông già mà tiếp cận nữa. Xuyên qua mảnh rừng ngô, Húc Minh đi tới một ngọn núi nhỏ. Khu vực Quý Châu đa phần là núi rừng lớn, các dãy sơn mạch nối liền liên miên hùng vĩ, ngược lại núi đồi nhỏ cao mấy chục mét thì lại hiếm thấy. Húc Minh đứng tại rìa rừng ngô, ngửa đầu nhìn ngọn núi trước mặt này, quan sát kỹ. Trên rừng núi thưa thớt một ít cây cối, cây cũng không cao. Bên tay phải có thể nhìn thấy được một mảnh rừng trúc. Con đường nhỏ cong cong lượn một đoạn rồi vừa vặn biến mất vào bên trong rừng kia. Hắn quay lại nhìn thoáng sau lưng, Húc Minh không thể nhìn thấy, nhưng kiến trúc bên kia thị trấn do chúng bị che chắn bởi rừng ngô cao lớn. Nhưng căn cứ khoảng cách, hắn đã đi được khỏi khu dân cư này cũng phải hơn 500 mét rồi. Có lẽ nơi này đã nằm ngoài khu vực thị trấn rồi đấy. Ngôi nhà màu đỏ đúng thật là tọa lạc tại địa phương này chứ. Ai mà lại rảnh đi kiếm cái góc hẻo lánh này để xây nhà cơ hả? Húc Minh móc cây nến đỏ ra, nhìn thoáng qua. Trong tay của hắn, cây nến vẫn bình thường, không có bất cứ phản ứng nào cả. Tốt rồi, tối thiểu là nơi này tạm thời không có quỷ thôi. Húc Minh lúc này mới thu hồi nến đỏ, đi tiếp vào sâu bên trong. Hắn men theo con đường nhỏ dưới chân núi, chậm rãi đi tới rừng trúc kia. Quy mô rừng trúc này không lớn, thậm chí có thể nói là khá nhỏ. Gió lướt qua xao động lá trúc, phát ra âm thanh nghe rất êm tai. Mùi lá trúc thoang thoảng dịu nhẹ, khiến cho tâm thần hắn có chút thanh thản. Húc Minh vừa đi vừa chú ý nhìn xung quanh. Nếu không phải hắn bận bịu việc hệ trọng, hắn rất muốn ngồi nghỉ một lát. Đi thêm một đoạn nữa, Húc Minh phát hiện ra rằng không phải chỉ có mình hắn cảm thấy ưa thích mảnh rừng trúc này đâu. Ở ven đường, trên một tảng đá lớn, Húc Minh thấy có mấy chữ viết siêu siêu vẹo vẹo.
tựa như là đứa nhỏ nào đó đi qua rừng lại nghỉ ngơi, rảnh rỗi viết bậy tảng đá vậy. Húc Minh đến gần xem, nhận ra những nét chữ được viết bằng bút xóa mà lại không chỉ có một đứa nhỏ viết lên đâu. Sau này lớn lên, mình muốn đi đại học, dẫn bố mẹ và em gái Bắc Kinh cơ, xem Thiên An Môn nữa. Tiểu Hân sau này muốn bảo vệ chị hai. Hai câu này rõ ràng là hai đứa trẻ viết lên, có vẻ là hai chị em gái. Dừng Húc Minh nhìn hai dòng chữ này một lúc lâu, rồi đi vòng qua tảng đá. Hắn phát hiện mặt sau tảng đá còn có mấy dòng chữ xấu xí siêu vẹo. Chỉ là dòng chữ này đã được viết ở vị trí khá bí mật, khuất trong góc tối của tảng đá, phải kéo lùm cây ra mới nhìn thấy được. Nét chữ có vẻ cùng là một người viết, hẳn là cô em gái rồi. Không muốn về nhà, nếu có thể trở lại trong rừng trúc này cùng chị hai thì tôi biết bao nhỉ. Bố trở về từ công trường rồi, chảy thật nhiều máu, Tiểu Hân rất sợ, con ghét mẹ. Bố nói cho nhà hết tiền rồi, không thể mua đồ chơi sữa mình được. Nhưng mà các bạn khác đều có đồ chơi đẹp mà, chỉ có Tiểu Hân không có thôi. Ghét mẹ. Trường, sao bỏ phụ huynh rồi? Sao bố không ở nhà vậy? Tiểu Hân nhớ bố quá. Con ghét mẹ, ghét mẹ, ghét mẹ, ghét mẹ. Trong góc tối, những đoạn chữ siêu vẹo cũng không nhiều, đều rất ngắn gọn, giống như là một cô bé nào đó mỗi lần có tâm sự thì sẽ vụng trộm chạy đến nơi này, viết ra những dòng suy nghĩ vậy. Tuy vậy, có một dòng khá là kỳ lạ, con ghét mẹ, lại xuất hiện khá nhiều lần, đặc biệt là đoạn sau, rất cả đều câu này, không có thêm câu nào khác cả. Vì cái gì mà cô bé này ghét mẹ như vậy chứ? Chẳng lẽ là vì mẹ cô bé không đi họp phụ huynh sao? Húc Minh hơi hoang mang. Những chữ viết này hiển nhiên là không phải được viết cùng lúc. Mẹ cô bé cuối cùng làm cái gì vậy? Suy tư một hồi lâu, Húc Minh thả tay, làm nhánh cây cỏ phủ lại xuống. Phía trước con đường khá vắng vẻ, chắc là không có ai rồi. Nghe bà chủ quán nói, gia đình bị mất tích kia có 4 người, vừa vặn là bố mẹ và hai con gái. Chẳng lẽ những dòng chữ ngoạch ngoạc trên tảng đá này là do hai cô bé trong căn nhà đó viết ra sao? Vừa nghĩ thế, Húc Minh cảm giác cả người ớn lạnh.